Xin được hỏi miêu tả về khái niệm cực lạc quốc có phải là những lời mà Đức Thế Tôn đã dạy hay không? Xin thưa đó là cái cảnh giới trong Kinh Tạng Năm Truyền á. Trong Kinh Tạng Năm Truyền thì chỉ có các cõi tịnh cư mới được xem là cực lạc. Các cõi tịnh cư mới được xem là cực lạc. Bởi vì ở nơi đó mới đúng là không còn những cái bất thiện, như là không còn chúng sanh mà phạm ác, ví dụ như là còn những cái ô nhiễm, mà ở trên đó chỉ toàn các bậc thánh thôi, thánh từ ít nhất là tam quả trở lên đấy. Mà riêng riêng sẵn sư nhắc về về cái gọi là cái cõi mà tịnh tịnh cư, cái cõi tịnh độ đó, thì trong kinh Đại Thiện Kiến Vương ha, trong kinh Đại Thiện Kiến Vương của Trường Bộ, quý vị có rảnh thì quý vị đọc, có một vài cái chi tiết rất là thú vị ha, rất là thú vị. Đây đây, cái này Đức Phật kể là trong một cái kiếp, trong một cái kiếp là thuở xưa đó, khi mà Đức Phật còn là một chúng sanh tìm cầu giác ngộ đó, thì có một kiếp ngài tên là Maha Sudassana, có nghĩa là đại thiện kiến. Thì vị này là một vị chuyển luân vương, và cái xứ sở của vị này rất là phồn vinh ha, rất là phồn vinh đấy. Ở kinh đô đó thì ngày đêm vang dậy 10 loại tiếng đó, tức là tiếng tiếng thú vật đó, rồi tiếng ca, tiếng hát, tiếng chuông đấy. Rồi kinh đô được có 7, có thành á, có 7 thành được bao bọc nè, bằng vàng, bằng bạc, bằng lưu ly, bằng thủy tinh, bằng san hô, bằng xà cừ, bằng mọi thứ báu đấy. Rồi kinh đô có 4 loại cửa, bằng vàng, bằng bạc, bằng lưu ly, bằng thủy tinh đấy. Mỗi cửa có đựng 7 cột trụ cao 3 hay 4 do tầng đó, cột trụ bằng vàng, bằng bạc, bằng lưu ly, bằng thủy tinh, bằng san hô, bằng xà cừ, bằng mọi thứ báu ha. Rồi có những rồi có những hàng cây bằng báu nè, đây có những hàng cây bằng báu nè ha. Đấy. Đấy, rảnh đọc thì nó rất là thú vị. Rất là thú vị. Rồi khi mà những cái cây mà bằng châu báu này đó được gió thổi đó, thì có những âm thanh vi diệu khởi lên, như là những cái nhạc khí, những cái nhạc sĩ thiện xảo tấu nhạc đó, ca hát đấy.